Thưa quý vị, gần 2 tháng tập trung ứng phó với mưa bão triều cường, không để xảy ra sự cố cháy nổ do chập điện khi thời tiết diễn biến xấu và nước dâng cao. Các ngành chức năng trong thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực và đến nay chưa xảy ra sự cố nào, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một buổi kiểm tra hệ thống điện ngoài trời đối với các công trình đường đèn nghệ thuật của thành phố. Ngoài việc phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểm tra, thì đơn vị thi công còn liên tục tự kiểm tra để qua đó phát hiện những hư hỏng và khắc phục kịp thời, không để xảy ra sự cố chập cháy hay ngã đổ khi thời tiết có mưa dông và triều cường dâng cao. Trước khi mùa bão bắt đầu thì công ty chúng tôi luôn có những công nhân túc trực 24/24 để phục vụ để xử lý những sự cố hoặc là kiểm tra định kỳ, đo thông chạm tiếng mạch của những hệ thống đường đèn và màn hình. Trong thời gian diễn ra mùa bão hoặc ngập lụt thì đội ngũ anh em luôn có túc trực. Đối với hệ thống đường đèn nghệ thuật của thành phố, để đảm bảo an toàn điện, đơn vị duy tu, kiểm tra và duy trì chế độ ứng trực trong thời điểm có triều cường, mưa dông. Khi có sự cố ngoài hiện trường thì điều đầu tiên là phải quan sát, rồi bố trí không gian, sắp xếp không gian để độc lập cái nơi đó lại, sau đó xử lý các nguồn điện. Không riêng hệ thống đường đèn mà hiện nay, công tác đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão triều cường đang được các đơn vị duy tu, các phòng quản lý đô thị kiểm tra liên tục để khắc phục sự cố. Tổ chức cho mấy anh em kiểm tra mấy cái trục đường chính, kiểm tra cái hệ thống chiếu sáng trong cái mùa mưa bão triều cường lên để kịp thời sửa chữa để đảm bảo cái ánh sáng cho người dân đi lại trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đi kiểm tra rà soát các cái địa điểm mà có thể là xảy ra mất an toàn cháy nổ, rồi các cái thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cái đơn vị, các cơ quan xí nghiệp, rồi các cái công trình, các cái dự án liên quan để ảnh hưởng ngập, rồi có cái biện pháp kế hoạch phòng chống là ngập rồi là mưa bão để làm sao đảm bảo an toàn. Đối với điện lực thì chúng tôi ngoài những cái nội dung khác thì cũng yêu cầu kiểm tra và chú ý những cái điểm và những cái để tránh xảy ra sự cố, nhất là trong mùa mưa bão. Cùng với kiểm tra hệ thống lưới điện tại khu vực công cộng, các công viên, tiểu đảo, các đơn vị duy tu điện còn tranh thủ thời tiết để mé nhánh cây, không để máng vào hệ thống điện gây chập cháy. Đã tiến hành kiểm tra các biển quảng cáo có lắp, có sử dụng hệ thống điện cũng như là các trụ điện, chạm điện nhằm để tránh cái tình trạng là bị rò rỉ điện dẫn đến là nguy hiểm chập điện gây cháy. Cũng như là trong quá trình kiểm tra thì đối với các bảng điện có những cái màn hình lớn thì chúng tôi sẽ cũng kiểm tra về cái khả năng mà kết cấu của màn hình nhằm không để nó bị ngã đúng, cũng như là không để nó bị đổ khi mà có triều cường hoặc là ví dụ có dông bão. Tập trung những biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống điện mà trong thời gian qua, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng tại các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố chưa xảy ra sự cố dây điện.